thăm nhà Nam Em những ngày giáp Tết. Nam Em xinh đẹp, tự tin và tràn đầy năng lượng. Nam Em say sưa kể về câu chuyện đón Tết của bản thân tại quê nhà và ở thành phố, cũng như những dự định trong năm mới mà cô sẽ thực hiện. Năm 2020 là năm có rất nhiều biến động với Nam Em. Ngoài việc quay lại đường đua âm nhạc và lấy lại vóc dáng thon gọn, chăm chỉ tham gia các sự kiện giải trí, người đẹp cũng không vướng vào ít ồn ào ngoài ý muốn. Khép lại năm cũ và chào đón năm mới, Nam Em cho biết cô đang trong tâm thế rất hào hứng để giữ cho bản thân những năng lượng tích cực nhất, gạt bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực trong thời gian qua để xây dựng lại hình ảnh. Ghé thăm nhà Nam Em vào những ngày cuối năm, cô cho biết Tết nguyên đán nào cũng về quê chăm lo nhà cửa và ở bên người thân nên chỉ trang trí đơn giản căn hộ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Người đẹp bày tỏ khi cô còn nhỏ, cô từng phải đón Tết trong chuồng heo vì gia đình quá nghèo. Vì vậy khi trưởng thành và kiếm được tiền, cô luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân trong ngày đầu năm mới. Riêng căn hộ sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Nam Em tiết lộ cô đã dọn về căn hộ này được hơn 2 năm và dành hẳn một bàn thờ tổ nghề để bày tỏ lòng thành kính. Để khuyên nhủ bản thân luôn thật suy nghĩ tích cực khi hoạt động nghệ thuật, cô còn tự tay viết châm ngôn khá đặc biệt: I will be no one, so biết Việt Nam. Biến đau khổ thành sức mạnh, biến nhục nhã thành vinh quang, biến ước mơ thành vĩ đại, thiên thần vỗ cánh bay lên. Điều tôi mong muốn nhất chính là loại bỏ luồng tiêu cực trong bản thân, bởi hiện tại khi nhắc đến Nam Em vẫn còn năng nặng năng lượng tiêu cực lắm. Ngoài ra tôi cũng thay đổi hình ảnh, không còn khùng điên nữa vì có lẽ khán giả đã quá chán điều đó rồi, Nam Em trải lòng những ngày cuối năm. Ngoài chia sẻ về năm mới, Nam Em khẳng định ngoài việc xây dựng lại hình ảnh để khán giả có thể khai thác nhiều hơn, cô còn định sẽ thi hoa hậu vì muốn khẳng định bản thân. Hiện tại Nam Em đang rất xinh đẹp và vui vẻ và hoạt động showbiz liên tục, khán giả hãy yên tâm. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.